Tháng 10 này, Gala Night Fast Shop 2022 by TikTok, sự kiện về thời trang và làm đẹp được mong chờ nhất trên nền tảng TikTok sẽ chính thức diễn ra. Cuộc tranh tài cuối cùng của 12 nhà sáng tạo nội dung xuất sắc nhất để giành lấy ngôi vị quán quân trong các lĩnh vực Fashion Icon, Modeling Icon, Beauty Icon và Fashion Design Icon. Đặc biệt, Gala Night sẽ là một đêm trình diễn đầy bùng nổ với sự góp mặt của các vị khách mời đình đám: ca sĩ Thanh Duy The Layla, ca sĩ nhạc sĩ Olympi, đặc biệt ca sĩ Thu Bình. Sự xuất hiện của hai bộ sưu tập lần đầu tiên được ra mắt công chúng đến từ nhà thiết kế của những ngôi sao, nhà thiết kế Đỗ Long, giám khảo lĩnh vực Fashion Design Icon và nhà thiết kế Quý Cao, quán quân lĩnh vực Fashion Design Icon, và sự trở lại của 4 quán quân của TikTok Fast Shop 2021. Đón xem đêm Gala Night của Fast Shop 2022 by TikTok sẽ được diễn ra vào ngày 30 tháng 10 năm 2022 tại nhà thi đấu quân khu 7. Đêm Gala Night sẽ được livestream trực tiếp trên kênh TikTok chính thức của Fast Shop 2022 by TikTok.